Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Mai và đây là kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian trở về cuối thế kỷ 18 để tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của nước ta, liên quan đến nhà Thanh, nhà Lê và nhà Tây Sơn. Thật khó tin khi chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cục diện chính trị lại thay đổi chóng mặt như vậy. Tôi rất may mắn được trò chuyện cùng chuyên gia sử học Nguyễn Trần Bình, người đã dành nhiều năm nghiên cứu về giai đoạn này. Chào anh Bình. Anh có thể chia sẻ điều gì khiến giai đoạn này trở nên đặc biệt hấp dẫn với anh không? Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Giai đoạn này quả thực là một mê cung lịch sử đầy kịch tính với những mưu đồ chính trị, với những mưu đồ chính trị và cả những quyết định sai lầm mang tính bước ngoặt. Điều thu hút tôi nhất chính là sự trỗi dậy của nhà Tây Sơn, một thế lực tưởng chừng như nhỏ bé lại có thể làm trao đảo cả một vương triều ngọc mai nghĩ sao về vai trò của nhà thanh trong giai đoạn này tôi cứ nghĩ nhà thanh can thiệp vào nước ta với một kế hoạch rõ ràng kiểu như giúp đỡ nhà lê để củng cố quyền lực của họ ở phương nam nhưng dường như sự việc không đơn giản như vậy đúng vậy ban đầu nhà thanh có vẻ ủng hộ việc khôi phục nhà lê họ cử tôn sĩ nghị dẫn quân vào nước ta và thực sự thì quân thanh đã nhanh chóng chiếm được thăng long tôi còn nhớ một chi tiết khá thú vị quân thanh hành quân thần tốc đến nỗi quân Vân Nam hỗ trợ còn chưa kịp đến nơi. Nhưng sau đó, mọi chuyện lại diễn biến theo một hướng hoàn toàn khác. Sao? Điều gì đã xảy ra? Việc nhà Thanh nhanh chóng chiếm được Thăng Long cho thấy sức mạnh quân sự của họ. Nhưng lại nhanh chóng thất bại trước Tây Sơn. Anh Bình có thể phân tích về nguyên nhân dẫn đến thất bại của Tôn Sĩ Nghị không? Tôn Sĩ Nghị đã mắc một sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Ông ta chủ quan khinh địch, không rút quân theo lệnh của Càn Long mà còn đóng quân lại Thăng Long, ăn mừng chiến thắng. Nguyễn Huệ đã tận dụng cơ hội này để phản công. Kết quả là quân thanh đại bại, chết rất nhiều. Một thất bại ê trẻ. Ngọc Mai có biết sông nào đã chứng kiến thất bại này không? Tôi đoán là sông Hồng. Không phải. Đó là sông Phú Lương, tức sông Cầu ngày nay. Cây cầu nổi trên sông đã bị chặt đứt, khiến rất nhiều quân thanh bị chết đuối. Một hình ảnh thật bi thảm. Sau thất bại này, Nhà Thanh đã thay đổi hoàn toàn chiến lược. Điều này thật thú vị. Vậy sau thất bại này, nhà Thanh đã thay đổi chiến lược như thế nào? Sau thất bại thảm hại của Tôn Sĩ Nghị, nhà Thanh nhận ra việc duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài ở nước ta là quá tốn kém và khó khăn. Lúc này, Nguyễn Huệ, đổi tên thành Nguyễn Quang Bình, rất khôn khéo khi chủ động xin hàng và cầu phong. Và Càn Long có lẽ cũng mệt mỏi với chiến sự, đã đồng ý một quyết định đầy bất ngờ. Wow, thật bất ngờ, vậy là nhà Thanh đã quyết định quay xe và công nhận Nguyễn Huệ là vua An Nam. Chính xác, Càn Long đã phong Nguyễn Quang Bình là An Nam Quốc Vương, thậm chí con trai của Nguyễn Huệ là Nguyễn Quang Toản sau này cũng được phong làm Thế tử. Một kết thúc có hậu cho nhà Tây Sơn, nhưng lại là một dấu chấm hết cho hy vọng khôi phục của nhà Lê. Câu chuyện về giai đoạn lịch sử này thật sự ly kỳ và nhiều bất ngờ. Qua câu chuyện của anh Bình, Tôi càng hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử đầy biến động lúc bấy giờ. Cảm ơn anh Bình đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả đã lắng nghe.